xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Gia đình Nhà Hí nha. Hôm nay mẹ mình sẽ làm món chuột xào lá cách với rau răm, rồi xào với hành nữa. Tức là mẹ mình xào thập cẩm luôn. Rồi giờ mẹ mình đang đi bóc tỏi nè. Thế là mình đang sấy tỏi nè cho nó thơm. Mình phi tỏi cho nó thơm hả mà. Thế nào mình xào vô. Lá cách rau răm sợ xào vô nó bán cái mùi nó thơm, nó hơn mùi chuột. Ăn nó ngon. Đây là thịt chuột. Này mẹ mua chuột gì mẹ? Chuột cơm hay là chuột gì? Cơm. Này nhiêu ký mẹ? Này chắc ký mấy quá. 1 ký. Ký hả? Ký mấy ngày nay nó bán 100.000 rồi bữa nay. Đây thịt, mở hàng nó bán cho mình. Chuột tươi ngon luôn. 70.000. 1 ký hả? Mắc ghê. Đây là rau răm. Rau răm này mẹ mua rồi. Nhà mình không có trồng rau răm. Này lá cách là mẹ mình đi bẻ ở nhà trồng nè. Giờ mẹ mình sẽ đi chặt chuột. Chặt hai cái đùi nó trước hả mẹ? Hai đùi trước ăn nè. Rồi xong mình chặt lấy cái gan nó ra. Mình có bầm nó ra không? Đầu này chặt ra. Mình xào chuột mình không bầm nhỏ nhỏ ra được mà. Mình muốn bầm nhỏ là bầm, còn không bầm thì mình cũng nguyên cũng được, tùy theo. Hay bầm nó ăn nhỏ xíu mà khó ăn quá. Còn không bầm để nguyên gì nè. Chặt đùi luôn. Nè con thấy mỡ chuột không nè? Đâu, con chuột cũng có mỡ nữa. Đó, nè mỡ nè. Nè thấy mỡ không nè? Mấy cái trắng. Nè thấy gan đó không? Nè gan nè, mày để riêng nè, mỡ gan nè, đó. Ồ gan bự ghê. Nè gan. Vì mà ai nói gan nhỏ chứ gan chuột đâu, thấy gan chuột cũng bự mà. Đó, con chuột sao không có cái mặt? Tại cấu tạo của nó không có cái mặt. Rồi, đây là thành phẩm của mẹ mình sau khi mình vật vả để bầm mấy con chuột này ra để mình mẹ mình nè. Giờ nó sẽ đem nó đi xào các bạn nè. Đây là hành lá nè. Rồi ớt, tỏi. Rồi giờ mẹ mình sẽ đi xào chuột nha các bạn. Bữa nay mẹ mình sẽ xào bếp củi mà mẹ mình đó giờ xài bếp củi không à. Trời lửa lớn quá mẹ, khét không? Trời bữa nay cúng cho lâu cúng luôn. Tóc ngắn ngủn cũng cuốn nữa. Cứng cho nó mát. Thơm quá luôn. Quá trời thơm luôn. Mưa này nó có gì ăn nè. Ủa sao mưa mới có chuột vậy mẹ? Mới ra đồng á. Trời nắng nó không ra hả? Nắng nó vô hang. Mẹ bỏ gì vô vậy mẹ? Nước màu hả? Phải không? Đây là nước màu mẹ mình tự làm đó nha các bạn. Tự thắng tự làm. Màu quá. Bỏ bột ngọt. Bỏ cà no và bỏ bột ngọt. Rồi mẹ ăn, mẹ cho ít bột ngọt thôi. Bột ngọt miếng gì đó, muỗng gì đó. Cái đường. Cái gì cũng gia vị miếng vô. Chứ không nên nhiều.
mình xào chừng nào nó khoảng chừng nào mình biết nó chín mà. Khô nước. Khô nước rồi bắt đầu mới để nước mắm. À. Cho nước mắm vô nữa mà. Ừ. Mẹ mới cho một chén chén nước mắm. Đúng rồi, đúng không? Cái này muỗng canh à. Muỗng canh hả? Ừ. Chén nước mắm là tắm luôn à con. Ăn lên máu luôn. Ừ. Đó, muỗng canh à. Ồ, sao bữa nay thấy môi mẹ là hồng quá vậy ta? Bữa nay thấy môi mẹ hồng có sơn môi son không? Sơn môi son. Sơn môi son bắp lắm. Trời ơi. Cái cười chết ha, sơn môi son bắp lắm. Quá ngon rồi, lá này. Lá này ăn bánh xèo hấp dẫn luôn. Mời đổ bánh khọt ăn. Ủa con thấy nó sai sai. Ủa ăn bánh xèo hấp dẫn tiện cái đổ bánh khọt ăn. Cái này là có gì nó sai sai. Dạ mua quá ngon. Ồ, chuột bây giờ đó là sắc lại nè các bạn. Nhìn màu chuột quá trời ngon luôn. Quá trời hấp dẫn luôn. Chạy. Ồ. Chuyên nghiệp. Trời ơi chuột nó vàng. Đó. Lấy dĩa ớt. Dĩa ớt. Bỏ gốc hành vô chi mà. Ủa mẹ không bỏ lá hành hả? Lá hành có sao. Con xào con để gốc hành vô ớt nó thấm. Bắt đầu con gốc hành. Gốc hành này con mới thấy ta cắt. Trời nhìn ngon quá. Trời ơi giao. Thích chiếu thiệu cho nè. Giao tươi ghê. Màu đẹp quá ha. Cái màu eo vàng luôn. Quá. Lâu mà mới được ăn chuột xào luôn á. Mùa mưa này mới có nè, chứ đó này đâu có. Bữa mẹ đi chợ mẹ đi vòng vòng mà kiếm ơi. Con. Ra là ôi gió quá. Rau găm mau chín. Ngon thiệt. Thơm quá thơm à. Nhìn thèm cháy nước miếng. Quá thơm rồi các bạn quá. Ơi, quá thơm rồi các bạn ơi. Cái này là đói bụng rồi nè. Cái này là cũng trưa rồi nè. Thơm quá thơm rồi. Thử mùa này là thấy đói bụng lắm rồi đó. Các bạn ơi. Chạy. Chạy ơi chừng rớt. Chảo thịt chuột là nhịn luôn. Đây. Nóng hổi gì hổi gian luôn. Đây. Ngon quá, màu đẹp quá. Màu đẹp quá. Rồi, mẹ mình sẽ cho ra dĩa và chuẩn bị ăn cơm trưa. Trời ơi, mẹ chơi cái sạn siêu đôi khổng lồ luôn á. Sạn khổng lồ luôn. Thịt chuột mình đã chín rồi. Đó, giờ mình xào để là rau găm hành lá. Lá cách đã xong rồi, chín rồi à. À, bây giờ là mình đem ăn mà các bạn chưa? Cùng thưởng thức với gia đình mình nha. À, nếu các bạn thấy video của gia đình mình hay thì các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ cho kênh của gia đình mình nha các bạn. À, video của gia đình mình đến đây thì cũng kết thúc rồi. Bye bye, xin chào tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.